Em yêu à, thế hôm qua đưa mẹ tập tạ thế nào? Cụ có khỏe không? Ông bà ở nhà ổn cả chứ? Ừ, thích thật đấy. Con chó ở nhà nó mấy đĩa rồi. Cái thằng này mà làm gì gọi điện nãy giờ mà 30 phút nó không xong rồi à? Khổ quá, nay 30, mai 31 nó sắp hết tháng rồi. Mà còn có gói gọi nội mạng, mà đang cố gọi điện chúc mừng sinh nhật, hỏi thăm ông bà cố cụ ở nhà, chúc mừng mấy con ghẹ nó chưa nó hết thế này. Ông có bị dở hơi không? Bây giờ người ta toàn FaceTime, Zalo, ai còn gọi điện thoại kiểu truyền thống như ông nữa đâu mà. Khổ thật sự, ai chẳng biết là có FaceTime, Zalo, nhưng mà tôi đăng ký cái gói ấy, từ đầu tháng ấy, nhưng mà để xem phim online thành ra nó hết data mất rồi. Giờ còn mỗi mấy cái thế là gọi nghĩa là cái gói data ơi. Hay là cái gói SIM ông đăng ký là kiểu là hết dữ liệu rồi mà gọi gọi mỗi nội mạng với lại ngoại mạng miễn phí đúng không? Đúng rồi, tháng nào cũng thế nha, tức nghĩa data dùng hết, còn cuộc gọi thường một đống tiếc cha. Dạ lắm các bạn ơi, đây tôi chỉ cho cái này, tôi lại xin trân trọng để giới thiệu với ông, độc nhất vô nhị Việt Nam, đó chính là quả app của Mobifone này. Ông nhìn đây, nó sẽ thiết lập được cái số tiền nhất định. Ông điều chỉnh được gói cước đăng ký của mình với nhu cầu sử dụng. Như kiểu là số phút gọi nội mạng, số phút gọi ngoại mạng, số data mong muốn là bao nhiêu, xịn không? Xịn thế nhở? Cảm giác như kiểu là mình là nhà mạng luôn ấy nhở? Chắc chắn là như thế rồi. Đây nhá, ví dụ như ông thấy là cái gói này 200k của tôi nhá. Mà tôi muốn lướt web nhiều, tôi sẽ cho nó là 14GB, dùng bét tay là nhè. Cũng như mà giảm đi một tí, đấy. Thì sẽ xuống là gọi dùng là 10 phút nội mạng, 10 phút ngoại mạng. Mình căn đúng cái nhu cầu sở thích gọi cho ai thôi. Và có thể mở app kéo này, chỉnh qua chỉnh lại rất là dễ dàng luôn. Ngoại mạng, nội mạng, data thế nào được hết. Trời ơi, đỉnh vãi. Thế mà trước nay tôi toàn 200k nhé, mà được có 10GB một tháng. Xong cổ gọi cho hết 80 phút ngoại mạng, xong là có một đống gọi nội mạng. Trời ơi, mà mình có thích gọi điện thoại bao giờ đâu, chỉ thích xem phim thôi. Chứ sao nữa, mà cũng chưa biết là phải hiểu rằng là không nhà mạng nào làm được nữa. Bình thường là người ta chỉ đăng ký gói cước, là người ta đưa gói cước nào thì chỉ dùng như thế đúng không? Còn cái này nhá, mình có nhu cầu của mình, thế là hàng tháng không phải phí phạm là thừa mấy chục phút gọi, trong khi mình chủ yếu là dùng data, đấy, mà lại phải dùng tiết kiệm nữa. Nhưng mà cái data gọi rồi nội mạng cái thứ tinh nhá, điều chỉnh xong nhưng có cách nào để kiểm tra không? Chẳng may có vấn đề gì mình còn điều chỉnh cách dùng của mình á. Ôi giời ơi, là quá là đơn giản luôn. Ngay là cái trang chủ này, ông có thể truy cập vào đây, ông thấy không? Đấy, chi tiêu như là hàng tháng nó hiển thị như của cái ví của ông ấy. Ông gọi điện bạn gái hay bao nhiêu, xem phim này, xong là còn bao nhiêu, điều chỉnh lại ở đây được hết. Ồ, được đấy, cái mục này hay đấy. Phụ huynh hay là con cái bản thân mình dễ dàng kiểm soát và tránh mấy cái việc mà ngoài ý muốn nó xảy ra nhờ. Chứ sao nữa, mà ngày xưa hồi con nhỏ tôi cứ chơi mấy cái trò đó hú gố rồi gọi điện cho chị Thoa Ngọc tốn báo như là tiền mẹ tôi đập cho gần chết luôn ạ. Nhưng mà tôi chỉ muốn kiểm tra gói data thôi thì có được không, hay là vẫn phải dùng chung cái kia? Thế này càng nói ra càng thể hiện là thiếu kiến thức. Cái này đơn giản nhất, ngay trang chủ đây nó hiển thị đầy đủ thông tin data, dễ dàng kiểm tra theo dõi, là ông có thể là gọi là kiểm soát tốt hơn, bớt xem mấy cái vớ vẩn ở trên internet lại. Đây đúng là cái mà mình cũng như là các bạn đang xem video chắc là đang cần đấy này. Mà công nhận là quả app này giao diện cũng dễ dùng, không biết là cái ông này sau khi ăn tiền quảng cáo xong cũng còn gì hay không. Quảng có gì quảng, đây là tại quan người ta là có tâm, người ta chia sẻ với mọi người thôi. Ở trong dịch vụ nhá, đây không quảng cáo, nó còn rất nhiều cái hay. Như ông chỉ thích xem TikTok đúng không, lướt cả ngày, đăng ký gói riêng hay là gói iFlix xem phim cuối tuần thoải mái, không phải quảng cáo. Công nhận ông sếp mình trông ngáo này, trông cái gì cũng biết các bạn. Đường đường là một người đẹp trai và hào hoa phong nhã như mình còn có thể nói 10 thứ tiếng, đó là tiếng người, chó mèo, tướng tình ấy. Mình xứng đáng là có 10 người yêu và kiến thức sâu rộng. Các bạn thấy tác dụng của việc hay xem các video công nghệ trên internet, ví dụ của các kênh YouTube lớn như kiểu là Vinh Xô chứ ạ. Nhờ vậy các bạn sẽ biết thêm nhiều thông tin công nghệ nên cập nhật được trên các kênh nhỏ hơn như kiểu Vật Vờ Studio rồi đấy. Thôi, cảm ơn nhá, tôi vì đăng ký đã. Thôi rồi, và thằng này quên không nói tạm biệt và hẹn lại bạn các video sau. Mà anh em nếu dùng Mobifone tải ngay của app này, ai chưa dùng Mobifone thì mua thêm cái SIM nữa mà dùng chứ còn gì nữa. Chết rồi, cái tác hại đó là mình có data, vợ mình lại gọi FaceTime check in xem đang ở đâu. Bực thật sự, đang đi mát xa mà cứ gọi.